riêng một bụi bông trang mà mình hay bán đó, gọi là pháp cam, ở đây có nguyên bụi luôn. Thì mình ghé mình xin một số nhánh về mình làm giống, ở đây rất là nhiều luôn. Cả nhà sen nhiều lắm. Đây là một hộ gia đình mình đi trên đường quốc lộ nha, mình đã có vào mình xin phép xin vài nhánh về làm giống rất là nhiều, trong đó như một vụ chản nắng nè, có gì bông bự coi được. Nhiều lắm, có hộp nữa, cái hộp đây, nhiều lắm các bạn ơi. Đây, cái hộp gì trồng cây rất là tốt luôn. Và mình xin chủ nhà rồi. Xong rồi qua đây mình sẽ hái cái màu cam, màu vàng. Đây là màu vàng. Hoa vàng này thì không có hộp. Hãy
sinh cho chú. Đẹp quá. Cái đợt nào mà nó ấy nó cấm nó sống. Cấm bằng cái đợt ha. Dạ. Ủa bên chú không có chồng hả? Hả? Bên chú không có chồng giống này. Một chiếc chồng luôn. À. Đợt nào già già cấm nó mới sống. Cô ở đâu? Con ở ngoài Hòa Long á. Hòa Long vậy hả? Dạ. Đợt này non quá. Đợt này được nè. Da này khác cái màu ta ha. Dạ. Dạ. Ý da sao quá. Đợt trên này được. Người ta cũng cắt nhiều nè, con thấy cái dấu cắt nhiều. Nó sinh nhiều quá. Cái đọt này được không ta? Mình cắm được rồi. Cắm không biết chừng nào khó bán. Nữa.
triệu hả? Cái dạng này 3 triệu. Cái dạng của chú hả? Cái dạng 4 triệu. Nó của ổng hả? Của chú hả? Cái này của chú hả? Chú Viu bán hả? Bán rồi mà nó đưa tiền rồi sao nó chưa bán. Thôi trong đây nhánh nhất rồi. Ở ngoài kia người ta hái trên rồi. Cái đọt đó chú. Cái đọt mình ngắt tới đâu? Như cái đọt này gì đâu? Xuống chừng 2 lóng tay, 3 lóng tay là xong. Chú cắm vô đất sình đó chú. Rồi, như vậy ha. Dạ. Ngắn nữa chú. Ngắn hơn nữa hả? Hai mắt lá hả? Hai mắt là tới đây. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, hai mắt lá hả? Dạ. Nhưng mà đọt này còn non, chú phải xanh đậm đậm như vậy nè. À, chứ như vậy non không? Dạ, đậm non. Cái xanh đậm đậm nè, bởi vì con thấy đa số người ta hái trơn nè. Vì người ta biết người ta hái trơn. Bởi như vậy nè chú, gì được nè. Chú xuống chừng hai mắt lá tới đây nè chú cắm. À, rồi cái bông mình để cắm luôn. Dạ. Không thôi chú lửa nè, chưa có bông để đỡ mất sức. Chú khỏi luôn cái bông. Cái gì được. Người ta hái trơn đâu biết đâu. Người ta hái cái đọt này thấy không? Chú thấy còn mấy đoạn non lú ra là người ta hái trơn. À. Đó, hái gì đó. Để chú cắm vô đất sình nha. Sình non cái chú móc lên cái để cho nó khô khô xíu cái chú cắm đậm sống không chú thấy người ta hái chùi lưỡi không còn là mấy cái đọt non mới nó phát lên mà là ghé người ta sình nó hái rồi nói mình trồng cũng lâu lắm ha. Dạ. Cái bụi này cũng lâu lắm nó mới lớn được vậy chú ơi. Trồng lâu lắm. Dạ. Bên đó là Mỹ đỏ. À, bên đây ha. Dạ, cái này là màu đỏ Mỹ đỏ. Cái này Mỹ vàng hay vậy? Còn cái này không. Cái này là Pháp. Trang vàng Pháp. Pháp vàng. Người ta gọi là Pháp vàng. À, rồi cái ngoài. Ngoài kia là Pháp cam. Tôi hái nãy ha. Dạ, Pháp cam. Như đợt này cũng được nè chú. Nè, chú ngắt xuống cái đây. Đóng lá tới đây nè. À, mình lấy đồ mình bấm ha. Dạ, lấy cái kéo á. Là chú cắm vô đất sình. Trời ơi, con ngắt lại rồi. Ngắt trừ hao lại nha. Con ngắt trừ hao đặng gì con ngắt lại. Rồi giờ xanh lên nhiều trồng không? Dạ đúng rồi. Cái gì hồng phải không? Cái đó Mỹ hồng. Đó là Mỹ hồng nữa. Mỹ hồng đó người ta chịu dữ lắm luôn á chú. Như vậy là chú cắt vô chân được rồi nè. Như vậy là mình cắt vô chân được rồi nè. Như vậy nè, bông vậy là chú cắt vô chú chân được rồi nè. Cái anh kia kêu tính tiền. Chú lựa mấy cái đọt nhẹ nhàng. Hồi như đây được rồi các bạn ơi. Dạ. Đây được rồi. Cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Cảm ơn các bạn đã xem video.